À, chúc tất cả anh chị có thời là nhiều sức khỏe khi đang xem buổi live stream này và cũng như là à, những anh chị em mà đã theo dõi team à, ở trên những cái phương tiện à, truyền thông khác như là YouTube, là Telegram hay thậm chí là trên Facebook, Twitter vân vân rất là nhiều anh chị em à, đã theo dõi cộng đồng mình ha và như anh chị thấy được rằng là thời điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề đầu tiên để nói đó chính là vàng thì ở trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã phân tích về vàng khá là nhiều Hai anh chị sau một cái sự rơi giá mạnh ở trong thời gian vừa qua như anh chị thấy và nó đang có một cái tiến trình muốn phục hồi lại ở đây thì hiện tại em đang nắm giữ một cái lệnh vàng ha à, một cái lệnh vàng ở đây và à, trong thời gian tới em sẽ chốt sớm cái lệnh này thôi bởi vì em đi cái số lót nó cũng hơi cao thì em kỳ vọng rằng là nó sẽ có thể là đục lên cái vùng kháng cự ở trên này nè để nó lấy thanh lý và cái khu vực này em sẽ chốt khoảng sáu 70 bảy mươi lệnh để em gồm tiếp còn à, cái phần còn lại thì ở đây chúng ta sẽ tạm thời tắt cái này đi à, rồi thì về vàng ha chúng ta sẽ nói về vàng ở khung ngày cái góc nhìn của chúng ta ở trong thời gian vừa qua đó thì anh chị thấy được rằng là ở trong trước đó nó có rất là nhiều cái lệnh lon ở đây ha, để kích giá tăng mạnh trở lại tăng mạnh trở lại và khi mà giá cả bắt đầu là điều chỉnh xuống thì cái cú cái cú điều chỉnh này chúng ta đã phân tích rồi thì chúng ta chờ một cái tín hiệu rằng cluster chúng ta sẽ đến qua bán và có tín hiệu phục hồi được và như anh chị thấy được là khi mà nó quay xuống đây nó lấy thanh lý ở trước đó những cái lệnh lon trước đó lấy xong thì hiện tại à, chị bác cluster chúng ta cũng đang à, ở cũng ngày luôn nha anh chị là nó đang chuyển sang cái trạng thái là từ qua bán để di chuyển là quá mua và cái lực mua ở ba ngày hiện tại nha hiện tại chưa đóng đến ngày nhưng mà nhìn vào cái lực tăng như thế này chúng ta thấy được là nó cũng tương đối ổn khi mà chúng ta nhìn 4 giờ thì sao cái góc nhìn 4 giờ nó cũng sẽ quan trọng hơn một tí ở 4 giờ như thế này anh chị ha ngày hôm qua à, chúng ta tăng lên cái ngưỡng là 1903 và sau đó chúng ta gặp cái vùng kháng cự đó thì anh chị thấy được là nó từ chối đúng chính xác từ khu vực kháng cự này đâm xuống lại NG có nghĩa là ngày hôm qua cái lệnh của em đang dương sang âm luôn ha đang dương sang âm luôn và sau đó là từ khu vực này nó lại phục hồi trở lại bởi vì sao anh chị bởi vì đó là cái thời điểm mà em đánh ở đây nè ha em đánh ở đây á, là rất là nhiều người cũng đã lo giống như em bởi vì đương nhiên lấy thanh lý xong thì sẽ có nhiều người lo nhưng mà họ lo và để cái SL quá gần anh chị hiểu không ạ? Có những người họ không trade không bốn giờ, em là em thích trade không bốn giờ trở lên thì kể cả là vàng hay crypto thì em đều muốn trade khung này bởi vì là nó có chính cái tính chính xác nó cao hơn và tuy rằng mình sẽ phải đợi cái khung thời gian nó dài hơn nhưng mà trade như vậy thì em cảm thấy được rằng là tỷ lệ an toàn nó nó lớn hơn là những khung thời, thời gian nhỏ ha đó bình thường thì những khung thời gian nhỏ như là ba mươi phút 15 phút hay năm phút hay là thậm chí một phút đều trade được nhưng mà trade ở như thế này á những cái khung thời gian rất là bé như thế này á rất là dễ say sóng anh chị Ha, chơi cũng được thôi nhưng mà rất là dễ sợi sóng, người ta Scalping người ta sẽ chơi những khung thời gian nhỏ nhưng mà đối với em thì em sẽ đánh những cái lực nó lớn hơn thì em sẽ uh, hold ở cái khung thời gian dài và cái yếu tố thời điểm này em thấy được là cái lực tăng nó chưa hoàn hảo lắm là gì anh chị? đó chính là Volume ha ở khung thời gian 4 giờ hiện tại khi nó tiếp tục từ khu vực Entry của chúng ta tăng trưởng lên lại. Uh, cái khu vực này thì anh chị thấy được là cái Volume nó vẫn đang giảm xuống ha, Volume vẫn đang ở trong cái chiều hướng là đi xuống và ở 4 giờ cái đặc biệt hơn nữa là chúng ta sắp đến quá mua đoạn nữa thôi thì em kỳ vọng rằng cái đoạn tiếp theo mà nó đến quá mua này á nó sẽ có thêm một cái đợt volume nữa để ít nhất kéo giá lên trên cái ngưỡng ở trên này à, cái ngưỡng ở trên này bởi vì sao bởi vì em thấy được rằng ở cái ngưỡng ở trên này á thứ nhất á, nó là một khu vực kháng cự anh chị nó cũng là một khu vực hỗ trợ được tiếp giáp nè tiếp giáp nè tiếp giáp nè rất là nhiều lần nó bị từ chối ở đây xuống thì em kỳ vọng rằng á là cái thời gian tới những ngày tới từ giờ đến cuối tuần ha em kỳ vọng rằng là giá của chúng ta có thể là đẩy lên trên cao hơn ngày ở quanh khu vực là 1919 19 để lấy thanh lý là cái đầu tiên nhưng chị thấy được là trước đó này cái lệnh sốt lớn không rất lớn để kéo giá gọi như là đâm mạnh xuống thì em kỳ vọng là có thể là nó sẽ lên tới đây hoặc là cao hơn một tí nữa để lấy thanh lý ha, quanh khu vực từ 1919 19 cho đến là uh, 1930 em kỳ vọng là nó sẽ quanh khu vực này ha thì em sẽ nốt lại ở đây luôn về cái cặp giao dịch này để anh chị có thể là tham khảo thì đây là khu vực liquidity mà em mong muốn nó có đủ thêm cái lực hướng đến trước khi nó đến quả mù ha anh chị hả Nếu mà nó nếu thật sự nha Nếu mà để cái lệnh này em xử lý cái lệnh này á thì em sẽ canh là khi mà nó đến quanh khu vực là 1919 em sẽ chốt khoảng 60 đến 70 phần trăm lệnh còn lại thì em sẽ gồng lên trên nếu không được quay xuống thì em sẽ giờ SL về NG thì lúc đó là em sẽ nằm ở trong cái phương diện lại an toàn rồi ha? thì em cũng sẽ trả sợ gì lắm cho nên là À, vẫn sẽ kỳ vọng ha vì khung ngày nó vẫn còn đẹp lắm anh chị khung ngày thực sự nó rất là đẹp để mà nó tăng thật là mạnh lên đó thì anh chị thấy được quá bém lời quá mua lần nào cũng tương tự như vậy hết nó đều có một cái tiến trình tăng trưởng rất là kinh ha? mà trong đợt trước đó tương tự như vậy thì cái yếu tố lần này á là nó di chuyển ở khung ngày nó có đi xa hay không thì chúng ta nên nhìn lại ở đây chúng ta có cái kẻ 1945 ở đây anh chị ha và nếu như cái lần này tăng trưởng lên mà volume không có nhiều sự đột biến như ở kỳ trước Ha, như ở cái kỳ mà chúng ta tăng trưởng từ dưới này lên cũng từ qua bán lên đó thì chúng ta phải xem xét lại cái tình huống rằng là à, lúc đó chúng ta sẽ cần để sót lại ha, chúng ta sẽ cần để sót lại bởi vì trên đây chúng ta có một cái trên line à, một cái khu vực kháng cự theo một cái đường xu hướng là chị thấy mọi xu hướng này đó nó hỗ trợ thì khi mà lên lại một chín uh, bốn nếu mà có sự từ chỗ mạnh mẽ và kèm theo volume mua trong cái đợt di chuyển tăng lên này nó không tốt đó thì chúng ta sẽ canh để mà sót ha thì thời gian tới chúng ta sẽ cập nhật về cái vấn đề đó sau vào thời điểm hiện tại thì khi mà anh chị vẫn đang trade cùng em trong những cái lệnh về vàng á thì hãy giữ cái SL ha. hãy giữ chặt cái SL đừng di dời nó bởi vì là chúng ta chưa thấy được dấu hiệu quá mạnh quá lớn về lực tăng ở khung thời gian là 4 giờ nha anh chị nha thời gian tới thì anh chị nếu chưa biết là chúng ta nên trading ở đâu thì anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch Bybit ha khi mà thời điểm hiện tại thì họ cũng đang hỗ trợ rất là nhiều cặp khác nhau kể cả những là cái cặp mà nó đang trending ở trên thị trường để anh chị có thể là uh, theo dõi và trading hàng ngày được với những cái mức đồng bẫy đủ để đáp ứng những cái phương pháp trading của tất cả anh chị em ở trên thị trường nha chị nhá và để mà anh chị sử dụng sàn giao dịch này thì anh chị cần phải có tài khoản và anh chị cũng thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này và khi mà anh chị đăng ký dưới đường dẫn ủng team thì anh chị sẽ có cơ hội nhận lên đến là 30.000 đô thưởng nạp nếu anh chị trade và hoàn thành những cái mức nạp tiền họ yêu cầu ở đây nhá và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay rồi thì à, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại cái vấn đề tiếp theo đó chính là Bitcoin thì về Bitcoin đi ngày hôm qua thì Bitcoin cũng đã có những pha di chuyển như em thông báo với anh chị nhưng mà chưa chính xác ở cái vùng thật sự em mong muốn anh chị à, có thể là để ý ở đây ha ngày hôm qua chúng ta ở quanh khu vực là quyết liệt lâu và chúng ta có một cái râu ngày thả về là 25.200 tức là nó gần rất rất gần cái khu vực đai liệt lâu của em rồi thì nó đã bị rút râu lên và em vẫn kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ quay trở lại đây để test ở cái phạm vi hỗ trợ ngày này và kem cho nó lấy thanh lý thêm nữa. Trong ngày hôm qua ha, trong ngày hôm qua khi mà chúng ta chết ở đây chúng ta cũng thấy được là thanh lý vẫn có diễn ra. Trong cái cú rơi ở trong ngày hôm qua xuống thì đầu tiên chúng ta thấy được rằng là gì? 7,1 triệu đô, thứ hai là 10,45 triệu đô. Thì tại sao cái lần này lấy thanh lý lại nhỏ hơn cái lần trước đó? Thì cái câu trả lời rất là đơn giản cho anh chị dễ hiểu ha lần này cái lượng thanh lý những lượng lon nó nhỏ hơn bởi vì là trước đó nó đã bị quét thanh lý rất nhiều rồi và trong cái cú mà nó quét thanh lý lần này á nó không phải quét cái lượng lon ở sâu đây ha mà nó quét ở quanh khu vực này này anh chị nè để em giải thích cho anh chị hiểu dễ hơn hả thời điểm này nè cái thời điểm này anh chị thấy không ạ giá tăng lên đúng không ạ giá tăng lên đúng không ạ anh chị thấy được là gì dòng tiền phải sinh cũng có một cái lượng lon một cái nhóm người lon nhỏ lên và sau đó nữa lại kích thích thêm một cái lượng lo lên nữa thì tức là ở quanh cái khu vực giá là 26.200 cho đến 26 à 25.800 à, quanh cái khu vực giá này rất là nhiều người đang lo Bitcoin lên và SL của họ thì rất là mini à, hoặc thậm chí là họ trade với cái mức đồng bảy lớn họ đang bắt giao đó anh chị thì anh chị sẽ nghĩ rằng á, là sao ạ à? đó thì khi mà có lượng lo như vậy thì mai cái maker nó sẽ phải đẩy xuống nó lấy SL, nó lấy thanh lý thì nó mới ra cái lượng này cho nên là cái lượng long thời gian vừa qua nó chỉ quét có khoảng uh, 17 18 triệu đô thôi đó, là do là cái lượng tiền nó không quá nhiều ở khu vực hiện tại nha anh chị nha đó. và trường hợp thời gian tới sẽ như thế nào khi mà thời điểm này cái lượng thanh lý cũng đã bị quét rồi thì đối với em á em nghĩ rằng là cái khả năng phục hồi sẽ có thôi nhưng mà khi mà nó chưa chạm đến cái ngưỡng hỗ trợ đẹp của em như thế này thì em vẫn em vẫn đang kỳ vọng rằng là sẽ còn thêm một đợt rơi nữa ha ít nhất là một đợt rơi nữa thì để khi nó vòng lên nó sẽ có cái lực phục hồi nó tốt hơn nó mạnh mẽ hơn Đó. nếu như mà nó phục hồi từ khu vực quyết low lâu này lên em sẽ không lo đâu anh chị bởi vì là kháng cự ở trên nhiều lắm thà như là bây giờ nhá chúng ta sẽ lo chúng ta sẽ đánh đổi khi mà nó về ở cái khu vực hỗ trợ dưới này nó vòng lên thì rất là đẹp rất là đẹp để cái tiến trình từ qua bán đến gọi như là quá mua anh chị đang ở khung ngày là đang rất là quá bán rồi thời gian tới thì chắc chắn là sẽ có sự phục hồi sớm thôi nhưng mà cái em muốn thấy vẫn là ở quanh khu vực 25.000 một bởi vì sao? Nói lại cái phần chẹt ha của bên uh, Spot đó, anh chị thấy được rằng là cái râu lần này nè, lần trước đó là ở bên future thì anh chị thấy được là nó về tới là 24 nghìn 2 và lần này khi mà nó thả cái râu về thì nó mới chỉ dừng ở khu vực là 25.000 2 thôi. Và em kỳ vọng rằng là ít nhất là nó về tới cái vùng đóng nến ngày ở đây. À, cái vùng đóng nến ngày đã lịch lâu mà nãy em nói với anh chị là nó về quanh khu vực ở dưới này để nó lấy thanh lý lại một lần nữa và cũng như nó cân bằng lại cái chèn uh, future giữa future và spot để cho nó cân đối về cái hành vi giá của nó để sau này mình phân tích kỹ thuật nó dễ hơn thì em nghĩ rằng là mấy cái mấy cơn nó cũng phải đẩy về thôi ha à, sớm muộn nhưng phải đẩy về thôi thời điểm này sau khi mà nó lấy thanh lý ngày hôm qua nó giật râu lên à, nó giật râu lên nhưng mà sao anh chị ở, cái lượng volume mua hiện giờ vẫn chưa có dù chúng ta đang ở giữa tuần chưa phải cuối tuần ha chúng ta hôm nay mới thứ tư thôi đó, chứng tỏ rằng là cái lực mua vẫn đang bị kìm hãm rất nhiều lại vì phe bán vẫn đang gọi như là chèn ép xuống bởi vì anh chị thấy đơn giản thôi bây giờ ai uh, mà lo quá nhiều đâu anh chị bởi vì sao thứ nhất là chưa có vùng giá tích lũy ở đây chỉ có mới có khoảng là ba bốn năm cái nến ngày thôi và nó chưa có lượng volume nào cho thấy là có sự tích lũy cả mà toàn là volume bán nữa thì anh chị thấy được rằng là cái tỷ lệ ở trong thời gian tới mà Bitcoin nó còn rơi thêm một cái nhịp nữa xuống sâu hơn, ít nhất là ở quanh khu vực là khoảng 25.098 đô la là có thể xảy ra ha đối với chạy sport spot đó, để làm sao nó cân bằng lại chứ không cân bằng thì uh, sau này thứ nhất là cái mức độ giá, hành vi giá nó sẽ khác. Ha. Em nghĩ là mấy cái marker nó phải gọi như là cân bằng lại cái râu này thôi. Để xem thử thời gian tới nó như thế nào nha anh chị nha và em vẫn kỳ vọng rằng là nếu về dưới này, ha, nếu về dưới khu vực daily low này đó và phục hồi lên trên liệt low, có nghĩa là nó lấy thanh lý. À, lấy thanh lý ở dưới ít nhất là đây lịch lâu này và phục hồi lên trên weekly lâu thì em sẽ bước vào một lệnh lo lúc đó em sẽ lo à, lúc đó em sẽ lo và sl em sẽ để ngay đại lịch lâu này tb lên trên cao hơn đó hoặc là có thể là để sl thật là mini ở đây đây có, đây đây được xem như là một lệnh chơi ngắn thôi nha anh chị này em không chơi quá dài đâu bởi vì ở trên này kháng cự nhiều lắm kháng cự rất rất là nhiều luôn và nó có thể là bẻ ngang bất cứ lúc nào nếu như anh chị muốn chơi thì cũng được còn đối với em thì chơi uh, lệnh này cũng ngắn thôi thì cứ đợi đi cứ đợi đó nó về tới daily low hỗ trợ dưới này á vòng lên đó, vòng lên tốt có lượng thanh lý xảy ra volume ok hồi phục hồi trở lại thì anh chị có thể thấy kịch bản là khung ngày nó sẽ hồi à, khung ngày nó sẽ hồi nó có thể hồi đó còn nếu như mà nó hồi ngay từ khu vực này mà hồi lên luôn á thì em sẽ không lo nha anh chị đó nếu mà hồi ngay từ cái khu vực hiện giờ luôn mà giá nó đang chạy ở đây luôn á đâu rồi nếu mà em đánh đổi để mà đánh đổi mà em lon từ ngay khu vực là 25.000 tám lên luôn thì em sẽ không lon đâu cái cự rất nhiều thẻ như là chúng ta lấy cái vị thế ở dưới này đó, nó có cái xác nhận về volume nó tốt hơn thì chúng ta vào chúng ta lo sau nha anh chị nhá rồi thì về Bitcoin là như vậy thì chúng ta sẽ xem tiếp đến một vài cái yếu tố nữa đó chính là USDT đi USDT dominant bữa giờ chúng ta không nói đến nó đúng không anh chị đó, từ cái thời điểm mà nó rách ra thì uh, vì cái chạc này bị trading view nó đánh lừa nha anh chị nó bị lỗi chạc sau đó chúng ta phân tích lỗi về cái đồng này luôn. lúc đó là nó đang có cái tiến trình là muốn điều chỉnh xuống thì nó lại uh, trading view đó, nó lại làm cho chúng ta sai về cái cấu trúc. Đó. sau đó nó sửa lại rồi nè anh chị. anh chị thấy rất là thời điểm này nó đang tăng quá là mạnh ở trong thời gian vừa qua và bitcoin cũng rơi tương đối lớn ha. trong thời gian vừa qua chúng ta từ cái khu vực quá bán di chuyển lên quá mua và thời điểm hiện tại thì đang bắt đầu có dấu hiệu nguội lại ở đây. À, đang bắt đầu có dấu hiệu nguội lại ở đây cho thấy rằng là thời gian tới sẽ có càng nhiều khó khăn hơn nữa. À, đối với lại à, bitcoin anh chị, vì sao thứ nhất á, là khi mà cái đồng này á, cái phần trăm của USDT dominant mà nó di chuyển rơi xuống á, thì trước đó nó đã có những cái đợt tăng trưởng rất lớn rồi có nghĩa là rất là nhiều người đã thoát hàng ra đã chốt lời ra à, từ bitcoin anh con họ chốt ra họ giữ đô hết rồi đô bây giờ đang có lời nữa anh chị à, nếu như mà thời gian trước đây các tài khoản à, hơn nửa tháng thôi anh chị vẫn còn thấy được cái mức giá là khoảng 23.000 23.000 em nhớ không lầm là như vậy. Còn bây giờ đô nó lên tới 24.1 24.2 rồi, quá cao rồi. Hiện giờ thì em không nhớ là bao nhiêu để em xem lại. thử hiện giờ đô bao nhiêu nhá. Hiện giờ chắc đô tầm à... hiện giờ đô Uh, họ đang thu là 24.000 và họ đang bán ra là cũng 24.000 ha 24.103 uh, 3x 24.103 thì nhìn chung là đô tăng là hiển nhiên thôi bởi vì sao thì anh chị thấy được là cái nhu cầu về đô la hiện giờ đang rất lớn bởi vì giá cả của Bitcoin nó rơi xuống nè không chỉ Bitcoin rơi mà những cái đồng khác nó cũng đang rơi đó thì họ đang muốn bắt đáy hoặc là muốn gom thêm á thì đô đương nhiên nó phải gọi như là nó cao hơn thôi và đó là một yếu tố riêng ở trong thị trường crypto thôi một yếu tố nữa đó chính là gì là Fed bây giờ đang chắc có thể thôi em nghĩ rằng là một hai tháng tới phải bắt buộc là phải tăng lãi suất thôi thì bây giờ cái tình trạng là phát nó tiếp tục quay đầu như thế này thì nó nó rất là căng và rất là khó xử uh, cho bên Fed thôi cho nên là em nghĩ rằng là thời gian tới Fed sẽ có sẽ phải có những cái động thái tiếp theo uh, để mà điều chỉnh lại về cái mức lãi suất như thế nào để hãm cái lạm phát lại thì thời gian tới chúng ta sẽ xem xét về tình huống đó nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì em thấy được rằng là thời gian tới à, nếu như mà thằng USDT Domino này nó có tăng lên á thì em nghĩ là cái vùng 8.53% này sẽ là cái vùng à, giới hạn của nó rồi nếu như còn một nhịp nữa nha anh chị nha mà nó tăng lên á, thì đây sẽ là vùng giới hạn bởi vì đây sẽ là cái cản à, trước đó cũng cũng quanh cái khu vực này thôi à, cũng là một cái vùng cản rất là lớn thì em nghĩ rằng là nếu mà thời gian tới cái lượng đô nó tiếp tục tăng lên đó, và nó tạo ra một cái đề phục hồi lên tới 8.53 thì em sẽ kỳ vọng nó sẽ rơi chị báo cũng đã dự báo rất là rõ rồi anh chị ha nhưng mà nó sẽ không rơi quá sâu đâu và nếu mà tính cái tỷ lệ em sẽ tính hai phần tỷ lệ ha một á là nó sẽ rơi từ đây có nghĩa là bitcoin sẽ phục hồi từ đây luôn thì nó sẽ rơi từ đây ha thì Anh chị thấy được là nó cũng là cái vùng này nếu như mà cái đỉnh nó cao hơn nó có thể là tạo cái đỉnh cao hơn ở trên này á thì nó cũng xem xem ha xem xem ngang ngửa nhau thôi đó thì về hành vi giả thì khi mà USDT Dominant nó có thể là rơi từ đây xuống đi thì em cũng sẽ trông chờ là cái khu vực 0.618, 7.37 cho đến là 7.58% sẽ là hai khu vực à, kỳ vọng là sẽ có một cái lực hồi lên ha em sẽ kỳ vọng một cái lực hồi lên đối với USDT đó thì thời điểm này là như vậy ở khung ngày nó đang có những cái dấu hiệu rất là rõ ràng rồi và em vẫn kỳ vọng là USDT trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng Bitcoin chỉ thật sự nha anh chị thời điểm này thì em đánh giá rằng là nếu mà nó có phục hồi lên à, nếu mà nó có phục hồi lên thì em nghĩ đây sẽ là một cú chát thôi nó sẽ tạo ra một cái đà phô mô rất là lớn ở trường và sau đó nó có thể là quay đầu mặt xuống dưới nữa à, kịch bản chúng ta đã phân tích với nhau trong thời gian vừa qua rất là rõ về cái yếu tố này rồi đâu rồi ạ à? đây chúng ta đã phân tích rằng là chúng ta đang ở sóng a à, chúng ta đang nằm ở cái sóng a và chưa kết thúc sóng a này ở đây và nếu như mà nó kết thúc đi nó có tăng lên đó, thì anh chị cũng thể thấy rằng là khi mà tăng lên sóng b á nó sẽ gặp một cái vùng à, là khoảng 29.000 mốt đây nè Khoảng 29.000 mốt và có thể là quay trở đầu bất cứ lúc nào Cho nên là cái sóng AB này Em đang gọi như là phân tích nó về một cái sóng gọi như là chép anh chị chép ha Đánh lừa anh chị Đánh lừa những anh chị em nào vào đây mua lon nhiều nhất á Thì lúc đó bắt đầu nó sẽ xả về à, Vì sao anh chị? Vì là ở cái đầu sóng năm này nè Chúng ta đang có cái đỉnh rất là kẹo ha Và nếu như mà chúng ta tiếp cận đến một cái đỉnh thấp hơn đáy đáy trong thời gian tới thì em đang chờ rằng là cái spot nó tạo ra cái đáy sâu thấp hơn hiện tại future nó đã tạo ra đáy sâu thấp hơn rồi đó cho nên em vẫn kỳ vọng là nó sẽ tạo ra cái, cái sóng A nó đi sâu hơn một tí nữa ha. sâu hơn cái đâu ở trước đó một tí nữa và trước khi nó vòng lên đó. rất là đẹp rất là đẹp cho cái kịch bản hiện tại ha và khi mà lên sóng b đó, thì anh chị thấy được rằng là chúng ta có thể can để sót xuống cái sóng c đó. bất cứ một cái sự từ chối nào mạnh mẽ ở trong thời gian tới đối với cái sóng b này nha, đều có thể là canh đều có thể canh nếu nó lên tới sóng bi nó điều chỉnh xuống thì bắt đầu canh sót xuống và đến cái giai đoạn 0.618 ở đây là khoảng ngày 5 tháng 12 là chị thấy không ạ rất là nhiều ngày sau đó rất là nhiều ngày sau đó chúng ta có sẽ sẽ phải phân tích nhiều sóng chứ không phải là nó sẽ đi cứ giống như cái đợt này đâu anh chị nó không phải là đi một sải rất là dài đâu mà có thể là bò nó có thể là bò rất là lâu lên xuống dập dìu như thế nào đó thì thời gian tới khi mà trading thì chúng ta sẽ ngồi phân tích lại với nhau về những vấn đề yếu tố này sau ha vì là chúng ta sẽ canh chừng một cái mức giá đẹp hơn. đó cho nên là thời điểm hiện tại thì em vẫn đang à, mong muốn rằng chúng ta sẽ có được những lệnh sót tốt hơn nha anh chị nha. ở trước khi chúng ta bước vào à, những cái vấn đề chúng ta gom hàng spot ở trong những cái tháng tới. đó thì về mặt bitcoin à, tổng quan qua là như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những cái dự án tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến lại ethereum đi anh chị đó thì về Serum thì ngày hôm qua em cũng đã kêu anh chị rồi là không lo bởi vì là cái lượng lon ở trước đó bắt dao rơi rất rất lớn để kéo cái râu này đi lên Nhìn chị thấy đúng không ạ đó và ngày hôm qua nó ở khu vực hỗ trợ ở trên này và sau đó nó vẫn đạp xuống một cú để lấy thanh lý và nó vòng lên à, và nó vòng lên đó thì thời điểm này chúng ta cũng có thể chết lại ETH thì em nghĩ rằng là nó cũng sẽ uh, tương tự với lại uh, bitcoin thôi không có nhiều sự thay đổi đâu nó vẫn sẽ quét thanh lý thôi và như anh chị có thể thấy được rằng là cũng có sự quét thanh lý nhưng mà không nhiều thì cái vấn đề này thì chúng ta đã phân tích với nhau rồi đúng không ạ chúng ta có 14 triệu đô thậm chí là nhiều hơn Bitcoin luôn nha anh chị nha 14,2 triệu đô nè lệnh lon này chúng ta có thêm là 9,5 triệu đô lệnh lon thì tại sao lâu lâu ETH lại có những cái lệnh thanh lý nó lại nhiều hơn so với Bitcoin anh chị đơn giản là anh chị chơi anh con cái tỷ lệ nó trả lại cái phần trăm lợi nhuận nó cao hơn chơi Bitcoin Uh, Bitcoin thì nó sẽ an toàn hơn anh chị bởi vì cái biến động giá nó sẽ không đi quá xa. À giống như là cái chạc vừa qua chúng ta xem tới nó thả một cái râu mà nó nó còn gọi là kinh khủng hơn là cả về uh, Bitcoin nữa anh chị. Nó rơi từ 1807 bực một phát về là 1464 có nghĩa là nó quét, nó quét cái lượng thanh lý quanh khu vực này nè, quét rất xa luôn nha anh chị, nó không có giống như Bitcoin nó chỉ thả cái râu quá chớm thôi. Đây, Bitcoin nó chỉ thả cái râu quả chớm ở đây qua khỏi cái vùng đầy ở trước đó thì nó rút cái râu lên rồi. Còn ETH thì nó lại khác. Nó phải thả sâu hơn gấp bội lần cho nên là anh chị thấy được rằng là trading cái rủi ro nó rất là lớn. Kể khi lớn nhất là khi mà anh chị chơi về ETH nha. Anh chị chơi về ETH cái tỷ lệ rủi ro rất là lớn vì sao anh chị? Vì là cái biên độ nó đi anh chị thấy được là nó rất là xa, rất là rộng nó không như Bitcoin ha, mỗi lần nó đi nó đi chuyển rất là lớn. Đó, và cái tỷ lệ lợi nhuận đương nhiên rủi ro lớn thì lợi nhuận lớn thôi. Đó, quan trọng là chúng ta quản lý cái phần vốn chúng ta bỏ vào lệnh như thế nào thì trade nó vẫn sẽ có ăn thôi anh chị. Có nghĩa là đủ để mà chúng ta cảm thấy là có lợi nhuận thôi chứ còn mà chơi dài hạn thì đau đầu hơn nữa chúng ta phải có bài toán lớn hơn nữa nha anh chị nha. Đó, không phải lúc lúc đó sẽ không còn phải là chỉ về vốn không mà chúng ta phải À, biết cách đi lận các thứ nữa. đó thì về cái vấn đề khi nó lấy thanh lý ở đây xong á, thì em vẫn thấy được rằng là cái lực mua vẫn không có ha, anh chị ha, chưa thấy bất cứ lực mua nào. dù cây nến hiện tại, cây nến ngày hiện tại vẫn là cây nến xanh, chưa có lực mua, chưa có lực mua thích hợp ha. và em nghĩ rằng nếu mà bitcoin thời gian tới vẫn còn cái đà để rơi tiếp á, thì eth vẫn sẽ quét thanh lý tiếp thôi bởi vì là đây thời gian vừa qua thì anh chị thấy được rằng là những cái lon eth nó vẫn rất là nhiều, em thấy là tương đối nhiều hơn so với lại Bitcoin nha anh chị nha cái lượng lon khá là nhiều so với Bitcoin đó thì em kỳ vọng rằng là nó có thể là đẩy xuống đẩy thanh lý thêm một vài nhịp nữa à, trước khi chúng ta tìm kiếm những lệnh lon sau thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có vị thế nào tốt cả anh chị ạ kể cả là những đồng an con sắp tới chúng ta sẽ phân tích với nhau thì đó thì ETH là như vậy nha anh chị nha chúng ta sẽ vẫn sẽ có thể thấy cái trường hợp rất là cao tỷ lệ rất là cao chúng ta sụp lên nhưng mà em nghĩ là nó sẽ còn một vài cái tình huống ở quanh cái khu vực ở dưới này trước khi nó bơm lên ở thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật vấn đề đó sau về ADA ADA thì vẫn đang từ chối từ khu vực là 0.27 tức là cái cạnh trên line của nó à, cái cạnh trên line của nó thì nó từ chối xuống nó đang đi xuống như thế này và em vẫn đang muốn thấy được rằng là nó phải chạm đến một cái khu vực tỷ lệ rất đẹp là 0.5 0.2345 đô la à rất 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 đẹp luôn anh chị 0.2345 đô la cái này mà làm vô cái biển số thì thôi chứ hết nước chấm anh chị nha biển số định danh về dạo này cũng khó quá nha đó thì uh, anh chị thấy được là nếu như mà nó trả về tới cái ngưỡng 0.5 của Fibo ở đây á là chúng ta sẽ canh lon được ha canh lon rất đẹp luôn thứ nhất là sao lấy thanh lý lệnh sót nè à, lệnh lon là lấy thanh lý lệnh lon xong nè chạm và hỗ trợ đẹp nè phục hồi lên tốt rồi thì thời gian trước ở khu vực này cũng là cái nơi mà tạo ra cái đà tăng này, anh chị thấy không ạ đó thì thời điểm này chúng ta cũng sẽ trông chờ ở cái khu vực 0.235 vì vì nó rất là giống ETH và Bitcoin vì nó đang có những cái dấu hiệu là muốn phục hồi ở khung thời gian là khung ngày rồi thì những ngày tới sẽ là những ngày mà chúng ta sẽ phải chờ những cái tín hiệu volume nó tốt hơn thời điểm hiện tại thì tương tự anh chị thấy được là cái volume bán nó được kích lên và sau đó volume mua thì không nhiều à, volume bán kích lên từ khu vực này nè rất là lớn đổ xa, đổ cái giá nó xuống và khi mà nó phục hồi lên thì volume mua thì chưa có À, volume mua chưa có thị trường vẫn rất hoang mang anh chị thị trường hiện tại rất hoang mang luôn vẫn chưa có những những cái chuyển biến tốt đẹp nào cả sen thì em cũng đã ngưng trade sten ở thời điểm hiện tại rồi solana solana đã chạm ngưỡng tỷ lệ một một rất đẹp ở đây nhà anh chị nha rất rất đẹp ở đây ở ngay khu vực là 19,29 đô la là có phản ứng liên tiếp luôn phản ứng liên luôn à, phải phản ứng rất là nhanh chóng và cũng đã lấy được uh, thêm một phần thanh lý nữa rồi thì chúng ta cùng check đi em nghĩ là xô nó chưa hết thanh lý đâu uh, SO này thời gian vừa qua fomo cũng nhiều đấy chưa hết thanh lý đâu anh chị có nghĩa là thanh lý nó vẫn nhỏ hơn thôi vì đợt trước nó quét nhiều rồi nhưng mà vẫn còn thanh lý ha một một triệu một phẩy một triệu đô này rồi uh, 600 trăm ngàn đô này nói chung là cũng tương đối là còn thanh lý uh, ở dưới nữa đó, và cái dấu hiệu những cái lệnh long đang được kích lên rất đều ở đây anh chị thấy không ạ những cái lệnh long đây là dòng tiền phải sinh open interest à? nó đang được kích một cái lượng tiền long lên thì anh chị thấy được là nó đỡ ngay khu vực một một đơn đơn giản thôi em đã nói với anh chị rồi là khu vực một một là khu vực rất rất đẹp để canh long nhưng mà thời điểm này khi chúng ta đang có một dấu hiệu này chưa được nha anh chị chưa có chưa có dấu hiệu này chúng ta chưa lo đó là gì chưa đến qua bán à chưa đến qua bán chưa đến qua bán anh chị ạ biết rằng hỗ trợ ở đây đẹp rồi nhưng mà để xem là nó còn đẩy được hay không. Em nghĩ là nó vẫn sẽ còn đẩy thôi. Xem thử MSOB, MSOB thì nó nằm tích dưới này, OB nó nằm tích dưới này thì chúng ta không không khó để trông chờ cái khu vực này xảy ra. ha. À, và chúng ta sẽ trông chờ là ở quanh khu vực tỷ lệ 1 và 0.618 này thôi, em vẫn mong chờ là có một cú đẹp xuống nữa. Ừ. em vẫn mong chờ ha, lượng lo hiện tại là có nhưng mà so với cái lực bán ở trước đó đi ạ à, chị ạ. À. Nhìn vào chẹt là chúng ta thấy à cái lực bán trước đó rất lớn để mà thời điểm này mà cái lượng lon có chút xíu như thế này thôi từ khu vực là 200 triệu lên tới 273 triệu để mà tăng lên á khó khó nha anh chị thì em vẫn sẽ chờ những cái tín hiệu nó hành động giá ở quanh khu vực ở dưới này đã à, cứ để cứ để cho nó hành động giá trước thì sau đó chúng ta sẽ tính tiếp ha ấy da xoáy nhầm cái rồi Ủa cái này bữa nay bị lỗi rồi, ta đó thì anh chị thấy là thời gian tới chúng ta sẽ canh những cái biến động giá tiếp theo những cái volume tiếp theo nó ok hơn chúng ta sẽ lo ha chúng ta không nên bắt quá nhiều ở thời điểm hiện tại hoặc là chúng ta vào lệnh ở thời điểm hiện tại đối với show nếu mà anh chị đánh đổi thì anh chị phải nhớ rằng là nếu như bây giờ mà anh chị canh để anh chị long lên nếu mà anh chị canh long lên ở khu vực tỷ lệ một một này hoặc là anh chị đang trong lệnh luôn đi thì cái SL của anh chị là phải nằm ở dưới 0.618 này sẽ rất là mạo hiểm nha anh chị nha à, về cái SL này sẽ rất là lớn đó anh chị đó thì tùy anh chị thôi nhưng mà đối với em thì em sẽ không lo ở đây đâu em sẽ không lo ở ngay khu vực này ngay đâu mà em sẽ đợi những cái hành vi giá tiếp theo đã đó, chưa đến quá bán và những cái tín hiệu về volume kể cả là những cái lực lo hiện tại chưa được kích thích lên nhiều thì để xem nếu mà thời gian tới mà khu vực này mà nó đẩy lên được tiếp thì thì chúng ta sẽ có những những cái phương án khác để chúng ta trade còn nếu như mà nó thả về dưới này lấy thanh lý tốt hơn thì chúng ta sẽ trade ở dưới cái khu vực dưới này ha đó thời gian tới chúng ta sẽ xem lại rồi về botker. Dot. Dot thì uh, ok botker. khá đẹp gần chạm mình lịch lâu nha anh chị nha 4.239 một khu vực hỗ trợ tháng gần chạm về thì ngay lập tức là được đỡ lên nhưng mà cái hiện giờ tất cả những đồng anh con tất cả luôn á anh chị. Mà anh chị nhìn về những khung thời gian từ khung ngày dễ đi anh chị thấy đều là chưa chưa có dấu hiệu tốt anh chị. Võ lâm bán còn rất là lớn ở đây. À, và nó vẫn đang gia tăng cái lực bán và riêng về đồng đó mà chưa chạm đến cái ngưỡng này em sẽ không lo. Chưa chạm đến em sẽ không lo hả? 4.239. Lúc nào nó về đây vẫn sẽ giữ kịch bản cũ nha anh chị. Lúc nào nó về thẳng cái khu vực này nó lấy được cái lượng thanh lý và nó hồi lên thì sẽ lo à, đây là cái lệnh mà em trông chờ và cái khu vực hỗ trợ tháng này thực sự nó rất tốt anh chị nhìn lại khung tháng này đó nhìn lại khung tháng nhá cái này như là bị lật rồi á không à, tính ra là nó nằm ở dưới này lận cơ tính ra là nó nằm ở dưới này lận cơ như là lúc mà em trade là nó bị lật đó. đó thì nó còn một khoảng nữa thôi nói chung là nhìn nhìn lại thì còn một khoảng nữa thôi anh chị đó thì em sẽ chờ sẽ chờ cái tín hiệu là vòng xuống đây để thanh lý vòng lên thì sẽ lo ok anh chị ha đó thì thời gian tới chúng ta sẽ theo dõi cái khu vực này đối với đó để bước vào lực À, thì nó cũng đang ở quay bán của ngày rồi đương nhiên thời gian tới thị trường crypto sẽ có một màu xanh bất chợt và có thể khiến cho những anh chị em bất ngờ ở đây sẽ rất là nhiều đồng sẽ xanh lại tên em đi tên em đi anh chị nó sẽ sớm phục hồi thôi nó nó cú rơi vừa rồi nó quá nhanh quá quá nhanh luôn á thì nó cần phải có những cái biến chuyển phục hồi trở lại nếu mà nó xác nhận nó giảm tiếp nó phải hồi lại nó khó khó để mà giảm một phát là tọc mạch mà giảm ví dụ như đồng linh mà bây giờ kêu nó giảm một phát ngay từ đây giảm xuống thì phải có tin gì đó xấu lắm thì nó mới giảm được thôi còn hiện tại thì anh chị thấy được là sau khi mà nó lấy cái thanh lý ở quanh vực dưới này, này nó hồi lên và cái lượng volume thì vẫn rất đáng sợ nha anh chị nha volume chưa có ở đây thì nó vẫn có thể là vòng lại một lần nữa dưới này chưa xong đâu chưa xong đâu anh chị chưa xong nha chưa xong đâu thời gian tới chúng ta sẽ nói tiếp về những cái vị thế hiện tại à, anh chị nào có câu hỏi nào muốn hỏi em về anh con thì là cứ hỏi đi nha hỏi em đi em sẽ trả lời cho anh chị ok nhìn chung qua thì anh con rất là chán ở thời điểm này không có nhiều cái sự đặc sắc thì bây giờ chúng ta hãy đi đến những cái thị trường khác đi chứng các thứ đi anh chị F&B 500 vẫn đang là một cái lực phục hồi rất là tích cực ngày hôm qua thì vẫn là một cái ngày không tốt lắm cho S&P 500 khi mà nó bị từ chối xuống nó bị đẩy xuống một cây như thế này ha nhưng mà ngày hôm nay khi mà phục hồi lại như vậy và nếu như mà cuối ngày hôm nay mà nó đóng nến lên trên cái ngưỡng 4422 này nữa là một cây nến mà em nghĩ rằng là nó sẽ rất là tốt cho S&P 500 và nó có thể là gia tăng thêm cái lực phục hồi thời gian tới chắc chắn là S&P 500 sẽ phục hồi và em em chỉ đang mong muốn rằng là nó phục hồi không lớn thôi vì nếu như mà nó phá khỏi khu vực 4537 này thì nó sẽ tiếp tục gia tăng cái lực tăng ở trước đó của nó à, nó vẫn có thể tiếp tục cho nên là em vẫn sẽ chờ là cái lượng volume mà trong thời gian tới nó như thế nào thời điểm hiện tại volume đang rất thấp à, có nghĩa là dù nó đang được gia tăng lên nhưng mà bắt đầu là volume bắt đầu thấp lại rồi cây nến ngày chưa đóng nhưng mà hãy đợi xem ngày mai là xem lại một lần nữa ha. là xem thử nó đóng nến ngày như thế nào thời điểm này thì uh, so với cây nến ngày thì nó đang rất là thấp thì em nghĩ rằng là thời gian tới nếu cái bò lên mà volume thấp như thế này á đến cái ngưỡng ở trên này là ruột Ha. nó sẽ rụng được nếu như mà đụng đến cái ngưỡng ở trên này nó giống như cái đồng nào ta cái trường hợp này nó giống cái đồng nào này chúng ta phân tích ta nó cũng quay trở lại nó test đây này này ADA nè chị thấy không ạ nó phá ra nó quay lại nó test sau đó nó rơi phân tích kỹ thuật thì nó né né nó giống nhau thôi anh chị ha. có những đồng rất là giống nhau để chúng ta em nhớ là nãy giờ chúng ta có một đồng ADA đây cái đồng này rõ hơn nè đồng linh rõ hơn nè thì nó đâm xuống nó anh chị thấy không ạ phục hồi lên volume nó thấp nè volume volume ở đây chắc chắn là volume thấp rồi thì khi mà nó phục hồi lên nó từ chỗ xuống thì can sót thôi đúng không ạ anh chị thấy volume tăng không bao nhiêu hết mà cái 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 nến đi rất là mạnh như thế này thì đó là một cái lý do nữa để chúng ta xem xét về S&P 500 ở những cái hành vi về volume về uh, giá nó chạy ra sao ở khung thời gian này ha anh chị ha khung thời gian này nhé. đó thì rồi tiếp tiếp tục chúng ta sẽ nói đến US 100 US 100 tương tự anh chị volume kể cả volume bán và volume mua thì nó đều không có hiện diện quá nhiều sự thay đổi ở đây và cũng sẽ tương tự cái kịch bản MB500 em muốn thấy được một sự từ chối quanh khu vực 156 một 15 này đó, và chúng ta sẽ thấy những cái đè đó, rơi xuống nếu như cái volume của nó thấp 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 thấp, thấp, đó ha, trên này là kháng cự nha anh chị Hãy để xem nếu như mà MB500 và dưới 100 nó rơi xuống từ những khu vực ở trên keo này á thì anh chị sẽ thấy được rằng Bitcoin cũng sẽ tương tự như vậy nó cũng sẽ có một cái phục hồi lên cho Bitcoin và Bitcoin cũng sẽ gọi như là điều chỉnh xuống đó thì thời điểm này thì thực tế ra là Bitcoin đang đi trễ hơn với thị trường tương đối nhiều ha đang đi trễ hơn với lại mp 500 dưới 100 hay thậm chí là vàng thì à, nó cũng đang đi trễ hơn khi mà nó chưa có những cái dấu hiệu phục hồi ha. Còn đối với thị trường chứng thì hiện tại là đã có rồi Đã có những cái dấu hiệu phục hồi dần lên rồi thì thời gian tới sẽ à, có những câu trả lời cho anh em thôi Uh, DSI thì cũng vẫn đang tăng. ĐC uh, vẫn đang tăng, không không có sự điều chỉnh hiện tại vẫn đang tiếp tục hướng tăng lên. Đó thì thời gian tới thì cái về DSI á nó sẽ có cái sự ảnh hưởng nó trễ hơn anh chị ha. Vì sao DSI nó thì bây giờ nếu sau tin thì nó có tăng như vậy thôi, thì nó tăng thôi nhưng mà cái ảnh hưởng nhiều nhất ở đây là cái tin tức tiếp theo. Vì cái sự gia tăng cái lực tăng này dù đã ở trên quả mua mà nó vẫn đang cố gắng để tiếp tục tăng lên đó cho thấy rằng là cái khả năng cao rồi cái khả năng đang rất cao rồi anh chị là à, thời gian tới thì Mỹ sẽ tăng lãi suất thôi Mỹ tăng lãi suất thì đế xi sẽ phi tăng mã nha anh chị nhé và khi mà đế xi nó tăng thì thị trường tài chính nát đó thì trước đó này anh chị thấy không ạ cái sự điều chỉnh trong cái năm 2022 đó, đến cuối năm 2022 thì anh chị thấy được là 2022 là đế xi nó tăng mạnh lên thì lúc đó là thị trường đỏ máu và khi nó điều chỉnh xuống thị trường xanh trở lại và bây giờ nó đang có những tin tức để cố gắng để phục hồi lên trở lại nữa thì à, chúng ta cũng phải xem xét, à, chúng ta phải xem xét thật là kỹ, thử thời gian tới um, cái tin lãi suất nó sẽ rất là quan trọng à, để chúng ta bàn lại. Có một cái đồng này em muốn phân tích với anh chị này, cái đồng này hit TV, full TV luôn mà bữa giờ em quên, bữa... bữa giờ em quên cái lệnh này luôn. Đây anh chị, anh chị thấy không ạ, à? đây là lệnh đó ok đây là lệnh đót mà chúng ta đã quên trong thời gian vừa qua luôn đây là cái lệnh đót mà đã full tb của em ôi trời ơi mà em quên luôn cái lệnh này gì đó đây là cái lệnh sót đồng đót ở trong thời gian vừa qua full tb dành cho tất cả anh chị em nào đã theo dõi team và trade cùng team ha không biết là anh chị có chốt hay không chắc em nghĩ là chốt rồi nếu bây giờ mà chưa chốt thì vẫn đang lời thôi đợt đó là em có thấy được vài anh em là cũng kêu là lên thuyền lệnh đốt với em á à. không biết là anh em lời ra anh em có chốt không để em chụp cái màn này màn hình này lại ha chụp cái màn hình này lại để thông báo với anh em để lỡ anh em nào quên mất cái lệnh này tôi à, Quay nhiều quá đến nỗi mà quên lệnh luôn thì là có nha là có thật nha anh chị nhé à. đây để em bót lên đang like thì nhớ ra <laughs> lệnh đó bữa tốt về Full TV mà chưa thông anh em Đã. bởi vậy á làm lúc mà khi mà cá nhân mà một mình mình chơi á cá nhân khi một mình mình chơi nó khác anh chị à, nó khác với lại khi mà ví dụ như em phân tích cho rất rất là nhiều người chơi cùng em À, xem video của em thì em phải phân tích quá nhiều đồng anh chị cho nên là nhiều lúc nó cũng sẽ bị cái tình trạng là thứ nhất là quên này quên kia say sóng hay như thế nào đó nó nhìn ra nhiều lắm cho nên là sẽ có những cái giai đoạn anh chị thấy được là lúc có lúc mà em phân tích mà nó đúng đúng đúng, đúng liên tục và đến lúc mà nó sai hai ba lệnh bốn lệnh gì đó là bắt đầu là em ngưng em ngưng bắt đầu là phân tích về vị thế luôn mà em bắt đầu đem cho cái đầu em nó thả lỏng hơn tí sau đó em mới quay lại em chơi cái thời gian vừa qua là cái lệnh mà em bắt đầu âm là cái lệnh bitcoin nó âm 20% phần trăm À, rồi trong cái lệnh đó, âm 20% thì bắt đầu em mới thấy được là như là mình đang bị say sóng rồi, bắt đầu ngưng lại một tí à, Biết rằng là Tổng kết lại thì trade nó vẫn có lời thôi nhưng mà Trade nhiều quá và nhiều cặp quá, phân tích nhiều quá là đâm ra nó bị rối não anh chị à, Trade nhiều quá nó bị rối não thật à, Thì à, không biết là anh chị có câu hỏi nào dành cho em không ạ? À? Em thấy được cũng khá khá Anh chị em đang theo dõi em mà À, không mấy giao lưu ha thì đó về đót đi à, đây nói về đót luôn đi thì sau khi mà cái lệnh của chúng ta nó kết thúc ở khu vực là 1 tám thì xong á anh chị thấy được là nó phục hồi lên rất đẹp phục hồi cực kỳ tốt luôn ha anh chị ha thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại một vài cái yếu tố nữa đây anh chị thấy được là nó đang test lại khu vực 11 nó đến qua bán và cái lực volume thì nó cũng đang tương tự như đồng anh con khác nó đang rất là nhiều chán thì trường crypto hiện giờ rất chán anh chị đó. chưa có bất cứ một cái dấu hiệu nào để chúng ta vào chúng ta loan cả và cái tỷ lệ khi mà nó từ chỗ ở khu vực một một này thì nó vẫn có thể là quay đầu xem một nhịp nữa xuống dưới à, để xem thử cái volume như thế nào ở 4 giờ là anh chị thấy không ạ à, nó đang lưng chừng hạnh phúc lắm nó chưa có đưa ra những cái tín hiệu báo hiệu cho một cái sự tăng trưởng thật tốt à, thì em kỳ vọng là nó vẫn sẽ có thể là quay lại 1.618 để lấy thanh lý thì vì sao lại như vậy thì xét ở những khung thời gian nhỏ nha khi mà chúng ta nhìn ở đây là anh chị thấy không ạ chúng ta đang có một cái vùng đệm rất là tốt Lo nè anh chị nè lon lên lon lên lon lên ở sót xuống đúng không? Sót xuống đó ngày hôm qua chắc chắn là đây có lượng xấu rất lớn ở thì khi mà cứ trade ở trong một cái phạm vi giá đi lên đi xuống đi lên đi xuống như thế này á nó sẽ có một cái pha bức tốc ra một trong hai đầu ha ở một trong hai đầu nhưng mà cái cái yếu tố này ở đây em thấy được rằng là cái yếu tố đâm về nó nhiều hơn bởi vì sao anh chị bởi vì đó là cái lượng lon nó nhiều hơn cái lượng sót ở trên bởi vì nó test ở dưới cái khu vực hỗ trợ ba lần Ha, nó test ở dưới khu vực hỗ trợ ba lần nhưng mà ở trên này nó chỉ test có hai lần thôi. ở trên này là em nghĩ rằng cái tình huống ở đây mà cái máy cơ hoàn toàn có thể là đẩy xuống một nhịp nữa lấy thanh lý và trước khi nó phục hồi trở lại có lượng volume nó ok hơn về đó thì đó cũng sẽ canh lon được trong thời gian tới nhưng mà hãy đợi cái phải ứng giá khi mà nó có những chuyển biến quay trở lại một chín sáu tám ở đây ha để check tất cả nhà anh em cứ lon xong sót ở đây ha cái cái trò cái trò chơi sideways á, là một cái trò chơi mạo hiểm nhưng mà nó cũng an toàn khi mà anh chị để SL có nghĩa là dù nhá dù mà anh chị có lo ở đây anh chị để SL bé tí ở đây thôi à, có nghĩa là anh chị uh, để cái rủi ro nó rất là bé ở đây và anh chị lo lên sau đó anh chị lại cứ như vậy nha anh chị theo cái đà mà theo cái đà quanh tính mà anh chị SL ngắn, ngắn là lại chị chơi thì anh chị sẽ an toàn được có nghĩa là anh chị vẫn sẽ an toàn được À, vẫn có khả năng an toàn được nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó mà anh chị chơi anh chị chơi uh, anh chị không để ý, anh chị xảy sóng anh chị để SL nó sẽ xa thế này ha à, hay là anh chị không để SL luôn thì cái tình huống nó quét xuống như thế một phát nó làm cái bực một phát làm mất hết cái khoảng volume ở trong cái lệnh đó luôn thì khi mà anh chị muốn chơi ở sideways thì thật sự rằng á, là anh chị nên cài cái mức SL nó mỏng một tí, đó là mỏng một tí nhìn lại ở những khu khu vực thời gian như là 15 phút này để anh chị tìm kiếm những cái điểm SL những cái vùng đỉnh, đẩy như thế nào để anh chị để SL sẽ nó an toàn. Ở để anh chị chơi được thì anh chị nào muốn chơi thì chơi. gia giai đoạn mấy cái khúc này thì em trẻ chơi làm gì? Em chơi là em phải chơi cái lệnh nó bự hơn anh chị. riêng crypto nhá Thà em đi đồng bậy nhỏ 10 ít trở xuống thôi, nhưng mà em chơi một cái lệnh là từ trên cái vùng này đâm thẳng mạnh xuống dưới này hoặc là từ cái vùng này đâm thẳng mạnh lên trên. Chứ em không chơi nhỏ nhỏ như này Đánh scalping rất là mệt Rất là tốn thời gian để phân tích luôn anh chị Vì một ngày đánh scalping của anh chị anh chị Nếu mà người nào mà giỏi nha Đi vô lớn mà đồng bảy lớn đánh scalping luôn á Thì không nói Nhưng mà anh em nào mà kiểu đánh lắc nhắc lắc nhắc nó Đánh ví dụ như là 50 đô 100 đô mà anh chị đi đồng bảy quá lớn Xong rồi anh chị cứ chơi lên chơi xuống nhiều Nhiều lúc là cứ cháy Cháy lặt vặt á nó còn nhiều hơn là chảy một khoảng ở trong một cái volume lớn anh chị đó, nhiều người em biết là vẫn Scalping ra rất là nhiều tiền em cũng là một thằng trước đây hay Scalping mà khi mà Scalping nhiều quá đó, đến một cái lúc nó dễ bị lỗi lắm dễ bị lỗi khi mình phân tích lắm anh chị cho nên là cũng tùy người thôi à, ai phù hợp với cái này chơi kiểu đó à, còn đối với em thì em thấy được cái trường hợp này đối với đó thì khả năng là vẫn sẽ à, phi xuống một phát nữa trước, trước khi nó có nhịp hồi lên thôi à, trước khi nhịp hồi lên ờ à, không ngay là chắc chắn là sẽ hồi nè chắc chắn với anh chị luôn là sẽ hồi luôn ở đây em nói chắc chắn là chắc chắn nha nó không rơi được đâu trừ khi bây giờ kêu một cái tin gì đó dù là sàn giao dịch hay là một cái tổ chức nào đó về crypto nó sập cái đùng á, nó phá sản hay như như thế nào đó thì may ra thì phân tích sai thôi còn thời điểm tại em chắc chắn rằng thời gian tới ở khung ngày là phải có sự phục hồi đi lên thì đó là cái phân tích của em ở thời điểm này nha anh chị nhé. Ok thì buổi livestream ngày hôm nay thì chắc là em sẽ kết thúc lại tại đây thôi ngày hôm sau em sẽ cố gắng để phân tích tiếp anh chị cố gắng là anh chị có thể là comment những cái đồng nào ngoài những cái đồng em phân tích rồi thì em có thể là phân tích lại cho anh chị để anh chị xem thử những góc nhìn ở trong những cái đồng con đó như thế nào và em sẽ ưu tiên những cái đồng con nào nó mới ít nhất là trên một năm ha, nó mới gần đây, những cái công nghệ nó mới gần đây trên một năm thì em có thể là phân tích về vùng giá để anh chị gom hàng cũng được thì anh chị cứ đưa ra những cái danh sách, danh mục đầu tư hiện tại của anh chị đi anh chị muốn đầu tư gì ở trong thời gian tới nó có giá đẹp thì anh chị cứ đưa ra thì em sẽ kiếm những cái vùng giá và em sẽ gọi như là À, cho anh chị những nội dung, những cái thông tin để anh chị tham khảo được. Và trong những buổi livestream như thế này thì rất là biết ơn anh chị đã theo dõi hết ha hoặc là nhà anh chị em xem lại video nếu anh chị xem hết được cái nội dung video này rất cảm ơn và rất quý trọng cái uh, tinh thần của anh chị khi mà dành uh, cái thời gian dành cho em đó rất là quý báu ha và cảm ơn tất cả anh chị một lần nữa Nếu đã theo dõi những nội dung này và cũng như uh, là anh chị nên lưu ý lon hay sót nó đều có tỷ lệ thu lỗ hết nha anh chị nha không có ai chơi mà không thua cả nếu mà chơi mà từ giờ đến vài chục năm tới mà không thua thì thôi em gọi ông đấy bằng sư phụ luôn nha anh chị nha cho nên là khi mà anh chị xem nội dung của tụi em thì anh chị chỉ lưu ý rằng là đây là những nội dung tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như anh chị thấy hay và có sự bổ ích cho anh chị thì anh chị đừng quên là để lại nút like nút theo dõi đăng ký ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nhé rồi thì cảm ơn anh chị một lần nữa và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những nội dung livestream video lần sau